Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục những cái bản demo mới trong cái đợt Steam Next Fest thôi. Hôm nay sẽ ưu tiên 5 con game này. Game này lúc đầu cũng định chơi nữa nhưng mà vô thử thì thấy đẹp đẹp ngon bỏ chợ luôn rồi. Này, thử ngay cái con đầu tiên luôn cho anh em coi nè. Con này có tên là Detective View The Motel. Con này lúc ban đầu á là nó dạng là giải đố, nó cũng là một cái con game rất là nhỏ thôi. Nên tôi cũng muốn chơi đều ủng hộ đẹp. Thực ra nó chỉ mới có mấy chục cái polo như thế này à. Nhưng mà với cảnh với ý tưởng nó khá là tốt. Nên cũng muốn coi chơi thử rồi ủng hộ dev coi nó ra làm sao. Nhưng mà cuối cùng thì dev lại đem con bỏ chợ như thế này rồi. Anh em có thể bấm vô view Discord nè, coi tại sao. Thì tất cả những cái bình luận trong này đều liên quan đến cái việc là bản demo không chạy được. Nên tôi cũng đành chịu luôn, không thể chơi game này. Đây bấm thử cho anh em thì nó sẽ báo lỗi đó. Đủ lỗi hết cho anh, ít lỗi này hết lỗi kia thôi. Nên cuối cùng chúng ta kiếp con game này đi. Và con là Silhouette Demo. Con này là một con game của nhà phát hành là Mega Game luôn. Tôi rất hay chơi của nhà phát hành này. Nên nay cũng muốn thử qua con này. Hiện tại là có 3.000 lượt follow, con số rất là cao. Game này nó dạng là bối cảnh tương đối nhẹ nhàng, cái tông màu nó sử dụng rất là đồng nhất với nhau luôn. Anh em nhìn cái tông màu xanh màu nước biển rồi là nó cảm giác như là nó hòa trộn với nhau một cách là gọi là đơn điệu với nhau á, dễ nhìn hơn rất là nhiều. Hơi đơn điệu thì cũng không chính xác cho mấy, nói chung là màu nó nhạt đều như nhau. Anh em nhìn cảm giác rất là nhẹ nhàng thư thái. Từ những cái cảnh nền cho tới là những cái tạo hình quái vật luôn nè. Chúng ta có lấy thuyền nè, có đi lên ghé thăm những hòn đảo phiêu lưu rồi có thêm một tí là yếu tố giải đố hay gì nữa đó. Nếu như có giải đố thì tôi sẽ rất là thích game này, hay là yếu tố phiêu lưu tìm đường thôi thì cũng được. Cái bối cảnh vũ trụ này nó rất là hỗn loạn luôn nha, đầy đủ quái vật đầy đủ hết mà những thứ ma mị giống như mà đắt ép vậy. Bối cảnh cảnh vũ trụ nó chắc liên quan đến lớp gáp không ta? Lab Fantasy. Con này mà bối cảnh trung cổ à? Hai cái thẻ tăm tối họ để liền nhau luôn, thêm cái bối cảnh hậu tận thế nữa, có cả đấu boss chiến trùng luôn nha. Game này nói chung là tạo hình cái bối cảnh thế giới nhìn rất ấn tượng á. Thôi chúng ta vô thử game này. Game này có tới hai nhà phát hành là Mega Game và Maximum Entertainment. Lúc là thử cái nhà phát hành thứ hai đây. Ồ, cũng tương đối giống cái bên kia thôi. Game này chắc cũng hai nhà phát hành nào. Mega Game lúc trước cũng gửi tôi game này. Đây, để dạng cửa sổ đi cho chúng ta dễ chơi một tí. Audio chắc như thế này là được rồi, 7-8 điểm vậy thôi, 8 điểm đi. Graphic thì đồ họa nó lại bích luôn. Deep of Field không bao giờ. Language, ngôn ngữ thì chắc cũng có một vài ngôn ngữ là chính. Không biết khi nào mà tiếng Việt của chúng ta nó sẽ được ở đây nữa. Rồi, vô game thôi. Chỉ có hệ thống hiện tại là cốt truyện sẽ tôi ghi. Ai đây, nhìn con bạch tuộc. Ủa con sứa chứ. Nhìn con sứa nó trôi nổi giữa không trung nhìn rất là đã ha. Game này đồ họa nó làm màu sắc rất là đơn giản nhẹ nhàng luôn. Anh em nhìn mấy hiệu ứng gió thổi cây cỏ đồ làm rất chi tiết nữa kìa. Nói chung là cái bối cảnh của nó làm rất là sống động á, từ cái khăn tròn cho tới từ giấy ngoài luôn. Ủa vô rồi đó hả? Sao chúng ta già cứu gì nè? Ôi ơi, cụ già cầm gậy à? Hay đây, cuối cùng đã thức tỉnh rồi sao ông cụ già kia? Giờ chuyến hành trình của ngươi sẽ bắt đầu. Đầu tiên hãy nói chuyện với Magina, cô ấy nếu cô ấy đồng ý đưa ngươi trở lại, nhưng với một cái điều kiện là phải làm việc gì đó cho cô ấy giống như những cái người khác vậy. Tức là mình muốn quay về đâu đó thì phải gặp cái bà Mania đó, bà sẽ yêu cầu mình về. Bối cảnh thế giới còn này ma mị quá không, chỉ đường cũng bằng mấy cái bạch sơn màu vàng luôn hả? Trái phải đi đâu đây? Ê ê, bên phải thì có năm bức tượng như là ngũ đại Hokage nhé. Một cái bức tượng cô đơn nó bị bao phủ bởi những cái mà mod màu xanh. Mod là cái công guild á nè, ngay cái tấm hình nền luôn à. Nó là cái mod là cái này nè, dẫn cái tấm hình nền này vẫn là hình nền động luôn. Anh em nhìn thấy đã mắt không đó, ngắm gồm ngắm guild nó gọi là mod đó. Rồi. Cụ này cụ lại lướt hết chứ, anh em nhìn nè. Đó. Để ghép vào cua đánh võng đâu rất là chất lượng luôn. Chạy cũng rất là nhanh luôn nè. Cụ rất là gân nha. Cái thiên nhiên thật là kỳ lạ khó hiểu. Cái gì? À, chuột trái để dùng cái đèn chiếu của cây gậy. Chiếu đây à, kìa nó sáng lên kìa, nó hiện cái vòng tròn à, 1/3 này. Anh em nhìn góc trên bên trái cái cửa đó yêu cầu ba cái hình này, tùy chiếu ba cái là được chứ gì. Game đơn giản. Hai cái kia thì ở bên kia có phần đó à. Còn chuột phải là sao ta? Chuột phải là dạng ánh sáng nó mạnh hơn hay gì á. Cái này ánh sáng phân kỳ nè, chuột trái thì ánh sáng phân kỳ, còn chuột phải là ánh sáng hội tụ. Đơn giản.
mình vẫn có thể chạy nhanh nha, vàng cả. Đây là những cái đối tượng bị nguyền rủa, nó bị nhiễm với ánh sáng luôn. Tuy nhiên á, mình có thể dùng cái ánh sáng hội tụ nó để mà phá hủy những cái kết cấu của vòng này, tức là chuột phải á. Nè rồi à, nó đang có cái đếm rồi, khoảng 3 giây là nó bể rồi. Lên cũ, tiến lên cũ, dùng ánh sáng của chân lý, ánh sáng của đảng soi sáng cho tụi nó. Mặt trời chân lý chói qua tim. Tiến lên. Đối tượng gì nó đây? Ý, người luôn kìa. Chứa cụ được không? Chứa bà được không? Không, bà chỉ tay qua cái hòn đảo nó. Cái hòn đảo bị phong ấn nguyền rủa gì vậy bà nó. Dạng như nguyên một cái lâu đài bên luôn, một cái vùng đất bị lãng quên luôn. Gì đây? Cái nhà thờ đã bị phá từ phía bên trong rồi, cửa thì nó đã bị đóng, không có đường nào vào cả. Chắc là Mangina không muốn mình đi vào đây. Rồi vậy là phải đi qua bên cái đảo bên kia như bà chỉ rồi. Rồi cụ đi đây, tạm biệt bà nữ thần. Đẹp hết đó nhé. Ê, chết cụ rồi. À không, cụ cứng vãi. Bấm không kịp, phá ra cọng dây để leo. Chục chân tí mà cụ gân phết đó chứ. Cái độ cao đó là cũng cả chục mét đó, không có vừa đâu. Vậy mà cụ bay qua cái một luôn. Để tạo luôn nè. Lặn lách đánh võng đầu rất là nghệ thuật điệu nghệ nha. À mình dùng chính cái cây gậy của mình làm cái đèn mà, làm cái cánh buồm luôn kìa. Tại là chiếu sáng vô đây thôi. Rồi ok. Một cục chiếu hết là qua chứ gì. Ủa? À phải đợi sóng nước cao lên mới chiếu được. Cũng phải tính toán ha. Hai cái. Còn cái bên phải nữa nè, nó chiếu qua bên phải nè. Nói chung là cầm ánh sáng, là cầm cái ánh sáng chân lý này đi xưa mà chiếu gọi, tìm đường ra đi cứu nước. Lấy tạo nó khó phết đó chứ. Nhìn tưởng đơn giản như lấy xe nhưng mà hóa ra là không. Nó vừa bị cung kinh của mạch nước, là vừa bị chiếu chiếu này nữa. Rồi, thiền cập bến. Trời, đi qua tường vách luôn. Cụ này chiến phết luôn. Anh em nhìn mà đi dưới nước lên là tóc cụ là rơi nước luôn, thấy không? Hiệu ứng làm rất là chân thực nha. À, cái đuôi con cá voi, trời ơi. Anh chị già, chết cụ rồi. Cá voi ơi, sao mày đối xử với người già như vậy? Tao vừa mới cứu mày mạng đó. Đâu bỏ đã, đâu bỏ đã. Ánh sáng chân lý, ánh sáng chân lý. Không, nó là chỉ cái cổng cống ngầm thôi, không có đi vào được. Sao đầu cao tóc cụ ướt nhẹp nhanh như nè. Ánh sáng chân lý, cút ra. Nhiều cái gì? Cần ba vô chấp hết, cụ chấp hết. À còn một cái bên này nữa. Lại leo qua vách núi à. Cụ này có tuổi mà chơi sung mãn rồi chứ. Con cá voi này đã đi đến hồi kết cuộc sống của nó. Thế lực là mấy cái thế lực hắc ám đã xâm chiếm vào những cái thớ thịt tươi của nó rồi. Nhấn quy để mà rời bỏ cây gậy. Rồi làm gì? Ánh sáng của cây gậy chiếu vào người đàn ông thì sẽ loại bỏ những cái chất độc gì đó. Chết cũ rồi. Sao vậy? À cái dòng sông nó có độc, mình phải chiếu ánh sáng ra để loại bỏ chất độc vô mình cụ. Trời ơi, game độc ác với nhau quá. Cảm đầy quá không? Ánh sáng này, ánh sáng phân kỳ hay hội tụ ta? Phân kỳ quá. À đây, đó, cụ đi chân lạnh tót luôn nhưng mà người vẫn đi bình thường. Đi qua bển sao? Ê, ê. Chống chiếu được ta? À được rồi nè. Bây giờ cắm cây gậy ở đây. Không, cắm ngay đây mới đúng. Rồi.
chiếu mình núp vô đây rồi mình đi về, cắm đèn cái nữa. Rồi đi từng bước chậm rãi nhẹ nhàng lên dốc. Ok. Để gậy bánh luôn á, không cần gậy nữa. Mình sức khỏe đỉnh cao. Thôi lấy gậy rồi. Chiếu cục này mới qua được. À đây là nguyên con cá voi luôn nè, hồi nãy là cái đuôi nó, giờ là cái lưng nó. Cái voi này biết bay nha. Nó giống con Leviathan là giờ mới hết cái đoạn tutorial đầu game thôi. Ủa đi được nè. Con này có tên là Ceplot, đánh mất bản thân hả? Tôi đoán là ông này ổng hẹo rồi đó, bây giờ ổng đang tìm cái đường mà sinh mạng cuối ông ơi, đang ở ngưỡng cửa tử thần. Hay đây. Lại một cái kẻ lạ mặt mới. Người là muốn được trở về cái sự sống đúng rồi đó không? Tôi nói đâu có sai đâu. Đi lấy được cuộn giấy bằng cái cách là chiếu đèn hả? Một trong là 2, 4, 6, 8, 10, 11. Phải không? 4 nè. 11 x 2 là 22 cái lá bài. Lá bài đầu tiên là Magina. Phù thủy cõi mộng giới gì đó. Vậy là mình đang tìm cái đường sống lại thôi, nhưng mà không biết để làm cái gì. Thôi rồi. Ê ê. Cụ này chuyển sinh luôn à. Con này giống cái con trong cái phim gì của mà Nhật Bản á. Đừng quên, tôi cần phải tìm một con cá voi tên là Oka. À, cái phim Vùng Đất Linh Hồn có một cái con mà cũng chùm cái đầu như đó, rồi xong rồi lộ ra cái mặt nạ có hai mắt. Cái phim đó là Vùng Đất Linh Hồn phải không ta? Holo, Holo Shadow gì đó. Cái tông màu nó rất là nhẹ nhàng đều luôn. Nếu bạn đọc được những dòng chữ này thì tôi đã đi rồi. Bạn có thể tìm thấy một vài cái vật dụng hữu ích ở bên trong cái cabin đó. Con cá hả? Game này đánh cá à? Ông lão đánh cá và con cá vàng à? Đây là cái tảng đá cầu nguyện. Ồ, cái bức tượng đá này là nguyên con cá voi luôn nè. Đó. Sao cụ già đổ mồ hôi thế ghê vậy? Một con cỏ. Giờ vào cabin thôi, có cái vật dụng hữu ích gì vô mình không? Game này toàn là cá voi không à. Đây là cái góc đỏ, nơi mà mình cầu nguyện mỗi ngày ở đây. Ship lot hả? Có cái gì trong này không à? Có cái đường đi xuống nè, cầu thang à. Tờ giấy. Ba lô. Trong ba lô có gì? Trời, cụ nguyên đeo nguyên cái ba lô luôn kìa. Cụ này chiến vấn luôn nha. Ánh sáng chiếu gọi. À, tấn công bằng cái lưỡi liềm bằng nút cách. Kinh. Combo luôn nè, 3 phát. Rồi giờ đi đâu? Cái vải. Chỗ này nó không cho mình đi qua. Wow, con cá voi giờ. Ở đây có mấy con cá màu vàng nữa. Cái hòn đá này tôi nghĩ là cái điểm mà siphon của chúng ta. Không, chỗ này nó không cho đi rồi. Hết đường. Vậy là đi cái đường bên phải thôi. Trời, lái thuyền này nó khó phết đó nha. Không có dễ đâu. Nó trơn trơn mực mực sao á. Khó hơn lái xe nhiều. Bên phải đi được nè. Khó lái quá. Có hai bức tượng hai bên kìa. Cái trên này không có đường. Con cá này nó cần con cá vàng. Ông lão đánh cá thì con cá vàng à. Ông lão đánh cá thì con cá vàng. Thì nó có con cá xanh kìa. Thì cá vàng nè. Ánh sáng từ cây gậy sẽ bắt con cá đó. Rồi nói chung là cầm đèn pin bắt cá. Mày chạy đâu cá? Đợi tín hiệu từ ánh sáng. Nhấn nút cắt. Đợi tín hiệu từ ánh sáng thì sẽ nhấn nút cắt. Rồi hiểu. Cắt. Cái nữa nó chết rồi. Dạng như quýt tham event vậy đó.
Cách mày nè. Chết rồi đó. Đây là con cá vàng. Một bức tượng có bốn khuôn mặt người. Đấy, sao cái góc nhìn này. Từ 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 từ. Nè, có người đang núp trong cái nhà nhìn mình nè. Nè, nó núp trong đây nó dọn mình nè. Căn nhà này nó bị giận rồi. Không, không có mở được. Đây có gương hả? Không mở được luôn. Ánh sáng của đảng. Không có cắt cỏ được nữa. Này cũng không vào được luôn. Bên này có con cá màu xanh nữa nè. Thiên phạt. Lắm. À mình chiếu đèn thì nó sẽ đi, mình tắt đèn thì nó quay về. Vậy là phải chiếu đèn dẫn nó đi rồi, nó sẽ dắt mình đi đâu đó. Nhanh đi, con bạch tuộc kia, nhanh lên. Lên bức tượng được không? Vô trong nhà rồi, nó dẫn mình vô nhà rồi. À không, nó đi qua cái gương. Cái gương tử thần à. Được cái gì đó. Lụm đồ cũng bằng cái cây gậy của mình luôn. Cây gậy này đa năng quá. Của mình là cái chủng loại thứ hai rất là phổ biến trên cái job này. Kệ nó, không quan tâm. Bây giờ đem cái con cá vàng này về chỗ con kia thì nó mở đường cho mình thôi. Game giải đố rất là đơn giản. Ý, lượn là lượn nè. Cá này đây, tránh đường ra. Rồi mình mất một cá vàng trong ba lô luôn rồi. Nhận được một con cỏ nữa. Bên này là cá xanh hả? Làm gì? Nó sẽ chạy theo mình với một cái tình yêu bất diệt. À phải chiếu đèn cho nó. Không thôi nó lại quay về. Trời, dẫn nó đi đâu bây giờ? Này cùng đường ai? Hết đường rồi. À còn đường dưới nè. Có chỗ đầu vào rồi. À cái trụ màu xanh là hình con cá màu xanh luôn rồi. Cái trụ màu xanh gì nó vốn. Ủa sao vốn được? À, con cá màu xanh bên đây vậy đi kiếm con cá màu vàng như nãy nữa là cho nó qua bên kia là xong cái gì. Đây 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 đây. Ông lão lên cá vào bị cá vàng. Thì đó có con gì cả, con rồng hay gì không? Vào hang sáng đi bắt cá tối vào hang. Ủa nó thông qua bên đây luôn mà hang bọng gì giờ. Cái độ cao đó thì cụ cứ nhảy thẳng xuống đi, đâu cần phải leo trèo đâu. Cái này giống mai rùa quá ha. Con rùa này nó nằm bất động ở đây, nó như mưng rơi vào giấc ngủ xong tinh gần nó sẽ thức dậy sau rất là nhiều năm nữa. Ủa vô đây nhìn rùa ngủ hả? Trời ơi, hai con cỏ. Cuộn giấy thứ hai, cuộn giấy hình con rùa, vùng đất nữa rùa, nó là cái gì đó. Tôi dốt tiếng Anh lắm nên tôi đọc không nổi đâu. Leo lên cụ. Cụ đi mà rung lắc dữ dằn luôn nha. Con cá này đi theo mình đó không? Không. Đậu tàu đây, đậu tàu đấy.
lớp 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 nó bay đi luôn này. Con trong con game này con gì cũng biết bay à? À nó bay lên trên. Chỗ này không đi lên được hả? Vậy cũng sơn kéo vàng đó. Chỗ này cũng không được luôn. À được được. Có cây thang mà nó bị gấp ở trên này. Chắc phải mở từ cái hướng ở trên mới được. Rồi ok. Bên này có cái cổng gì nữa nè. Có cái cổng hình con cá, cái cổng đôi. Hồi nãy tôi thấy ở đây có đường lên nè. Đó, chơi giấu đường, game này giấu đường đúng ảo luôn. Này có gì không? Không có gì cả. Ủa, đi cũng được à? Được, được. Nó hiện ra một đống ký tự luôn nha. Mình có làm được gì không? Không. À, con rùa lớn này thêm con rùa quá nữa. Bạn nó tìm thấy một cái sinh vật cần đến cái silot này. Nó cần cái cọng như cái cọng lông chim với con cá vàng. Lông chim nào? Có lông chim mà còn kiếm con cá vàng cho con rùa nữa hả? Hay là một cái là đủ? Không, phải kiếm thêm con cá vàng nữa. Rồi, nhấn Q để dùng cây gậy. À đây. Từ 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 từ. Ấy, ôi rồi rồi. Cửa mở rồi. Khoan 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 khoan. Tôi muốn chiếu thử vô cái cây cột bên đây coi nó ra cái gì nè. Nhưng mà mình thu vô rồi. Ok. À, nó vẫn là cây cầu thôi. Bên đó có mấy con cá gì nó đen đen nó bay bay rồi. Nhưng mà sao qua bển được. Rồi cho cây gậy luôn á. Đó, cụ này thể lực rất là mạnh mẽ luôn, đâu có cần phải đi qua ba cái đó đâu. Cứ nhảy thẳng xuống thôi. Vậy là nãy mở cái cổng này. Dưới này có đường không? Không có đường gì cả. Có cái bức tượng có mấy con cá bay bay nè. Không làm gì được hết. Lấy cái gì chứ? Lâu lâu nó sẽ có những cái gió ngược chiều. Như cái mỏ kiếm vậy đó. Anh em nhìn trên mấy cái hòn đá nó cắm mấy cái kiếm kìa. À, để tránh bị thổi ngược về á thì mình phải canh cái thăm mình đi núp sau mấy cái hòn đá này, không có tác dụng gì cả. Ánh sáng chân lý này à, đây 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 đây, dưới này có cái cục mày giấu hả? Ủa có hai cục gì đó. Có khả năng một cục ở dưới. Để xuống luôn. Không có đi cầu thang gì hết. Đó, đi đường thẳng luôn à. Cụ được tiền mà. Ủa dưới này không có cái nút nào hết ta. À đây, lựu đạn nó chơi giấu. Cụ là năm nay 70-80 tuổi rồi, chưa ngán ai bao giờ luôn á. Nhảy từ độ cao mấy chục mét này đi từ trên xuống. Thổi cái tù bà á. Sức đâu mà thổi. Không thổi được. Gì đây? Con chó nó bự gấp 4-5 lần mình luôn. Chào ông già, tôi là Ogit. Ogia, và đó là Asa. Nó là một con chó rất là ngoan. Đừng có sợ nó không có cắn đâu. Vào đi, nó hiền lắm. Cậu có một cái, ủa là ông có một cái tuyến đường đi rất là đặc biệt phải không?
khá lười đọc chữ nên thôi. Ông có một chuyến hành trình rất là độc lạ chứ gì. Đúng rồi, chuyến hành trình trong bản demo. Con này sao nó trâu dữ vậy ta? Cái này là gì? À, phá cái cày. Bể đi, cút. Giữ ngay để cái sạc năng lượng vào cái gậy. Cái gậy mình 5 vạch nên là mình phải là. Rồi, hiểu rồi. Hay là phải để cái gậy ngay đây. Rồi, cũng đơn giản. Bỏ gậy luôn á. Đấy dạ. Không sao, cũng này gần lắm. Và cái tuyến đường mỏng manh dễ vỡ. Ý da, sao đánh được? Không hiểu cho lắm. Vô phương rồi 3 4 hit nó mới chết lận khổ. Cái setting này không có chỉnh lại nút rồi, cái nút lộn bằng nút control tôi không có quen, không có đi vô đó được. Nút control nên nút chạy nhanh á, tại vì mình bấm có một lần nè, còn lại thì dùng nút shift. Nút shift thì nút lộn á thì nó dễ hơn. Cái đoạn này có cho anh chơi lên đó nè, mà bạn demo con game này nó dài phết đó nhé. Con cá ở trên này có 3 cái móng ở dưới con cá, nhưng mà 3 cái hình đó lại là 3 cái hình khác. Sao vậy? Nó bị phức phá hay gì rồi? Sao vậy?
chạy nhanh cũng không được, chạy chậm cũng không được. Đúng rồi mà. Hay là phải có mà đúng thời gian nữa. Con cá nè. Vậy là cái hình kia trước, có thể là cái hình này trước. Trời ơi, di chuyển nó có. Tưởng là cái hình là cái sọc ít có dấu chéo lên trước thôi. Không được làm sao? Không hiểu luôn. Rồi, tiếp theo là cái hình hai cái chữ S rồi mới tới hình cái giữa. Cái hình ở giữa chứ. Từ trái qua phải. Tôi như đoán là như vậy thôi. Này nó quay nhanh quá à. Coi. Rồi ok, phải đúng thứ tự từ trái qua phải nữa. Nhận được cây tu va của con heo rừng gì đó. Rồi, không cần phải vỗ tay đâu. Quan hô bít bít. Đi. Có cái gì đây nữa nè nghe. Ủa? Đúng cái cổng teleport quá vậy. Cái gì nguyên con rùa bự luôn hay gì cả. Quy lão tiên sinh giờ nó ngậm mồm rồi đó, mình lấy tiền đi rồi đó. Sút rồi, úp, sút úp, sút úp. Đấy, rớt trên nó xuống. Hóa ra là có cái mất máu anh em ơi, chứ không phải là nãy giờ cùng bá đạo đâu. Đi lại từ khúc này hả? À, may quá lấy được cái cây thôi. Không có chân ngu nữa, không có nhảy nhảy nữa, đi bộ bình tĩnh, tự tin từng bước chân. Hôm nay ngày 13 hả ta? Chắc là tới ngày 16 tôi mới đăng cái video này lận. Không có nhảy nữa nha, đi bộ từ từ nha cụ. Cụ tuổi cao sức yếu rồi. Này thì ngỗng lên nè, đơn giản. Chưa xong nữa hả? À xong rồi, xong rồi. Cụ rùa này biết bay không ta? À không, không biết bay nhưng mà biết lặn. Come on. See Đây anh đây. Con gì nữa ta? Còn một con gì có thêm 17 cũng lấy tàu đi nhông nhông như thế này nè. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con cá, chạy đâu con cá kia.
Hai hit nữa, hai hit nữa là nó xong rồi. Ép cua nó, hit nữa. Last hit. Nè, này ăn được con cá, về cho con kia nè. Về cho con rùa kia. Đừng nói đi về tới bên bển nha, làm biến lắm. Trời, lấy thuyền về tới bển luôn, xa. Kêu rùa tự qua lấy đi. Tôi nghĩ là về đưa cái đó thì kết thúc bản demo thì vừa đẹp đó. Có tiếng nhạc này không? Ủa sao đi đường bên kia cho nó gần hơn. Hồi nãy cũng nhảy chỗ này mất một khúc máu nữa. À không, đường này gần hơn. Đây, có đồ cho rùa nè. Rồi, demo hết ở đây đồ vừa đẹp luôn á. Dài nữa thì tôi cũng không có chơi nữa đâu. Rùa hoàng kim bay đâu rồi, hoàng kim quy. Chúc mừng bạn đã hoàn thiện bản demo, chóng hiển lên. Đang rùa này nó chở mình nè. Giờ nó sẽ đưa mình trở về quê hương, không còn gì để làm đây nữa. Đó, thấy không? Đúng cái khúc này hết cái bản demo rồi, được. Game rất là hay nha, ông lão đánh cá và con cá voi. Này, ok. Ủa, không chờ luôn hả? Nó tự đẩy mình ra luôn nè. Game rất ấn tượng. Tên là Sếp Hot. Rồi lấy hai tấm hình lại đã. Tiếp theo chúng ta chơi game gì bây giờ ta? Hôm nay đau đầu quá cho chơi game rồi. Ngày mai ngày mốt tôi ghép video lại sau. Hoặc là hai ba game đủ cái video được rồi. Rồi, hôm nay tạm thời là xong con Sếp Hot. Chơi game khá là hay luôn, khoảng là 30 phút, 40 phút, 40 phút demo rất là thú vị. Còn những con game tôi định chơi nữa đây. Rồi ok, bye bye anh em. Mai để tiếp tục rồi tôi ghép thành một cái video đầy đủ sau. Ok, hiện hữu anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục con game thứ hai trong cái chuỗi demo Steam Netflix. Đây, con game có tên là Gatak Limbo. Những cái tên khá là độc đáo nha. Chúng ta lướt thử cái trang Netflix này. Cái từ này hình như là tận thế là cái gì đó, tẩm quả. Dạng Tower Defense này, đúng game đúng thú vị luôn nha. Quái nó nhập chèm màn hình luôn, nó tương đối giống với con mà The Abyssian hay gì đó. Yếu tố xây dựng cũng khá là thú vị đó, rất là độc đáo luôn nè. Gần như có thể xây dựng được nguyên một cái thành trì luôn đó. Thậm chí có yếu tố gần như là chiến thuật luôn nè, chứ không chỉ đơn thuần là Tower Defense. Dựng được nguyên cái thành như vậy thì thật là khủng khiếp. 20 giờ campaign. Cái này có Early Access mà. Không, đây là con game phiên bản đầy đủ luôn. Nó sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 7 sắp tới. Nhà phát triển này thì rất là quen với anh em à. Tôi cũng chơi khá nhiều con game của nhà phát triển này nữa anh em nhớ. Game có mặt trên Steam và GOG luôn. Game Tower Defense khá là thú vị nha. Lính quái nó rất là đông đúc luôn. Con này cái tông màu nó rất là... Cái kiểu nét biển nó rất là mờ nhạt. Nhưng mà cái tông màu nó thì nó theo cái kiểu đối lập rất nhiều nè. Anh em nhìn từng cái viên gạch với mà cái cảnh nền nó đối lập. Gần như sử dụng hai màu đối lập với nhau luôn. Nhưng mà cái tông chính vẫn là màu nâu với màu xanh. Nhìn rất là thích mắt. Cái này là cái cây kỹ năng đó. Nhìn độc đáo hết chứ. Đây, nhà phát triển này chắc anh em quá quen rồi chứ gì. Manolore thì khỏi nói rồi. Em gai nữa. Mình giúp con game này thì nó mà Early Access tới 7 năm lận. Nó mới ra mắt cái phiên bản hoàn chỉnh cách đây vài bữa thôi. Nó hình như 2017 tới giờ đó, đây nè. Từ 2017 tới 2024 nó mới ra mắt luôn. Thì con game này lúc trước là anh em là chơi mấy game mobile á, hay bị cắt mấy cảnh con kiến này nó dồn vô lắm. Đó, cắt cảnh mấy con kiến này quảng cáo cho cái game của mấy con game gác trên mobile á.
Thực tế đây là một con game trên PC, nó rất là thú vị. Anh em thích cái thế giới kiến có thể bùi nguyên đội quân kiến luôn. Rồi, bây giờ chúng ta vô thử con demo Kratak Demo. Game rất là độc đáo nha. Rồi, luôn có hiệu ứng nhấp nháy. Mấy cái này không cần cảnh báo đâu. Digital xanh Airport, Airport là cái gì ta? Tôi gặp vài đúng không? Ủa sao cái bản đồ mà hướng đúc này nằm bên trái ta? Cho nhau à? Campfire Kid Meat Dead. Cái này là chế độ bất tận luôn. Anh em chơi đến khi nào đạt cái điểm cao nhất thì ngừng thôi. Tới khi nào thua thì chết á. Còn cái này là chế độ sáng tạo. Nó đi đôi với mà level editor nè. Là dạng là anh em có thể tạo nguyên cái bản đồ rồi cho những cái người chơi khác, bạn bè của mình nó, hoặc là up lên cái cộng đồng nó comment community nè, đúp lên đó thì cho bạn bè vô chơi. Nói chung là con game này gần như là có cái sẵn cái mod luôn đó. Tương lai phát triển nó rất nhiều nha, dạng chơi gần như bất tận luôn. Thể loại thì nó tới 5 thể loại là cốt truyện đơn giản, bình thường có chơi chắc thử mức thường thôi. Khóa con chó trong màn hình ok ok hết. Đảo ngược chuột, cái này là vuốt cạnh màn hình, nó tương đối giống với mấy con game mà viết Atlas hồi xưa ra hai anh em đi chơi đó. Dây chuột vô cạnh màn hình này nó cũng qua cũng lại. Cái này là mấy con quái vật nữa ta. Đây là phiên bản chơi thử nghiệm sớm So, rồi. you've come to talk of Lady Iris. Rồi, It's mình muốn true. đi nói chuyện với She has mà. shared my fire from time to time. Sit down, Rồi, rest. ngồi xuống đây nghỉ ngơi. Tôi sẽ kể I cho bạn still câu chuyện remember về that quý day, cô Lady. outside Ogar. The day I met her, the Lady Iris Cái ngày mà tôi gặp herself. cái mà quý cô Lady Igit đó. Game này chắc để cửa sổ đi. Để cửa sổ FPS nó mượn hơn. Mình là một cái cung thủ nào đó đang trong Blasted rừng. woods are so gloomy. Oh, why did I volunteer for this? Cái cảnh cũng đẹp quá ha. Đây là nhân vật của chúng ta hả? Camiga bằng nút AD. Rồi ok. Hướng dẫn đang trong tutorial. Thành cho anh bằng nút QR cũng được luôn. Rồi ok luôn. Có thể xây bằng chuột giữa nó cũng tiện hơn rất nhiều nè. Zoom ra zoom lại thì thế này. Xem bản đồ bằng nút M. Ồ hay ha, anh em nhấn M là nó zoom từ cái camera luôn. Cái yếu tố này rất là độc đáo đó, rất là thú vị. Đó, người ta zoom ra zoom vô như thế này. Mình cần phải tiếp tục đi để mà đưa cái phần chuyển giao cái lời nhắn này cho ai đó. Để di chuyển rồi 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 rồi. Còn bằng chuột trái đi bằng chuột phải. On it. Cái bức thư này rất là quan trọng luôn, mình phải truyền tin nó đi càng sớm càng tốt. Trong vai một người đưa thư à? Có phải đường nào không Right away. ta? Phải hay không gì cũng phải đi thôi. Doing it. Rồi nhấp vào chỗ chấm hỏi này để xem lại tôi đâu vô bất cứ lúc nào. Doing it. Có rất nhiều bút đòn điều khiển à, giao diện quý đuôi thiết kế rất là đẹp độc đáo mà. Mist. It could almost be beautiful. Cái làn sương mù này For thì lucky to trông have nó đẹp masks. đấy, nhưng mà nó không có tốt chỗ nào. Tốt nhất là nên có một chiếc mặt nạ đã. Cái nhân vật của mình nó nhìn ngổ ngổ ha. Đúng là có đeo mặt nạ nè. Right away. Gì đây, gì đây? Clouds be damned. A horror. Hình như con quái vật This creature, it might have once been. No, don't think about it. Chưa chắc nó có đi một mình đâu. It's Nó just nên a xử đi vermin tí nào. now. Kill or be killed. Giết hoặc bị giết. Đứng tới đây Doing chắc it. bắn được như vậy. Nào, cây cung. Softly. Let me think about this. Rồi, lính của mình khi vào cái tầm đánh tự động á, thì nó sẽ tự động tấn công luôn. Nhấn nút ngừng ở đây để lên cái yếu tố chiến thuật. On it. Rồi, chơi nó. Bà hết lần rồi. Châu phết nữa It's done. All this trouble to find some Có lút scar. sáng được cái gì không? Không có gì cả. Đi On chơi it. đây á. Ai đây, ai đây? A camp. Cái này là cái This bãi cắm must trại be. nhưng mà Lady Iris, I bring word from quý Ogar. cô ai biết? The city is. Có một Do cái I lời look nhắn like đấy a đó. scholar, Harold? The lady's gone on alone. Quý cô Looking thì for ai her biết thì đã đi alone. coi cái nơi này rồi. Đi đâu vậy ta?
I'd best go with you to deliver your message. Rồi. Tốt nhất là ông này ông sẽ đi cùng với mình luôn. Đây là hai đơn vị nè. Right away. Ông này cũng sẽ đi với mình để tìm cái quý cô Aegis đó, vận chuyển bức thư luôn. Chắc ông này là đệ của bà. Thì đây. Rồi. Mỗi cái quân của mình á, nguyên cái đội quân của mình nó gồm rất nhiều loại luôn. Thì nó sẽ khác biệt về cái tầm đánh rất nhiều. Như cái ông này ném đá là tầm gần, là bắn cung thì lại tầm xa hơn. Rồi, nói chung là cái này là điều quen thuộc thôi. Right away. Let's take them down from above. Không có coi được cái bộ kỹ năng của ổng không? À, mình đứng trên cao thì cái tầm bắn nó sẽ xa hơn. Những cái đội mà đứng dưới tầm thấp thì nó bắn gần hơn rồi. Nói chung là tận dụng cái lợi thế địa hình á, có thể xa hơn từ 5 đến 10 mét nữa nè. Cũng được. Cái tối chiến thuật cao hết nha. Ủa sao không xuống đó được? À, đứng đây để bê mấy con dưới này. Ồ, nó bắn phải chi mạng luôn hay gì? Bởi đầu nè. Ok. Đây có cái gì vậy ta? Cái gì chấm trắng kìa. Nhanh lên bạn ơi. Good. Game này nó gần như là game nhập vai luôn rồi đó. See that ancient beacon? Only one. Thấy cái tượng này chứ? Một chỉ có người duy nhất có thể hấp sáng nó đến là quý cô Aegis đã đi qua cái chỗ này. We need to cross. Let's check that salvage pile for something we can use. Rồi, kiểm tra coi cái bộ trên đây có cái gì hữu dụng để mình có thể đi qua chỗ này không. Cái đường này nó bị gãy à. Good. Yes. Bùi đinh cũng là một yếu tố sinh tồn quan trọng ở cái vùng đất này. Xây hai cái bậc, hai cái nền móng nối nhau, xây hai cái cầu thang lên. Ok. Doing it. Right away. Let's get on with this. Ok chưa? Mình có thể bấm vào đây để mà vô cái chế độ hủy bỏ cái đó. Chữ V là cái gì? Chữ V như là copy hay gì á. À đúng rồi. Chữ X là thu hồi. On it. Tức là sau này anh em xây 4-5 cái tòa tháp á, anh em chỉ cần xây một tòa tháp thôi, sau đó anh em copy nó clone ra. What a messy stairway. Cái chỗ này nó cao quá. Chọn cái cuối, đặt ra cái, dựng chồng lên là nó xây cái kiểu cầu thang sắn ốc. Rồi, ok. Khi mà cái dưới này nó mất á, thì nó rất là dễ bỡ luôn. Nói chung là nó mất cái độ trụ là không được. Cái này đó à? Hay là cái này? Doing it. Chưa lên được. Xây như thế này thì không lên được hết á. Thêm cái cầu thang nữa được không? Coi được rồi, được rồi. Ok. Cái gì đó đây, quái gì đó. Almost there. The lady should be investigating those ruins. Rồi cái quý cô Aegis đó đã đi vào cái tàn tích cổ này, khá là chắc chắn như vậy luôn. To go alone into places like nhưng mà đi vào cái địa điểm này một mình một khỏi như vậy làm gì? Chuyển sang chế độ tấn công. Khi đến gần thì nó rất nguy hiểm. Là mình sẽ tự động tao game luôn. Có hai con mà nguy hiểm cái méo gì? Nó chưa lại gần nó nằm nè. Con này leo đây đánh chân xuống. Đây có đòn nè. Đây có đòn nè, hai đòn nè. Doing it. Bắn chuẩn rồi. Bắn chuẩn phết đó chứ. Game này mà anh em dân kiến trúc đầu chuyên nghiệp vô chắc xây cái nhà là cũng biết ít hết. Nó đánh được hết. Tội nghiệp ông cụ không còn 8 máu à. Anh béo còn 8 máu. Ủa anh cung chứ. Anh béo này tới 35 máu lượng tăng hơi bị ngon đó nha. Còn cung thủ thì khá là yếu. Chỉ có 10 đao mà. Right away. Chỗ này vậy? Doing it. Xuyên cái bậc này nói qua cái đã.
On it. Ở đây thêm cái nữa. Rồi, đó. Doing it. Right away. Một tăng cơ với một sở thủ. Right away. Đây đây đây, quý cô Aegis đây. Lady Aegis, I bring an urgent request. Tôi có một yêu cầu đây. Hồi đó đã chuẩn bị tấn công rồi. Tấn công thì she listened to my message. Cô ấy đã nghe được cái lời nhắn rồi. Hoặc là đã chuẩn bị trước cho cái điều này luôn rồi. Cô ấy biết cái điều này sẽ xảy ra. If Hogar calls, we go. Nếu Hogar gọi thì tôi sẽ đến. Xong cái chương 1 hả? Có điểm luôn hả? Kim Sen Gai là gì? 41.000 điểm. But if I'm to tell you this story, it must be told from the beginning. Muốn kể câu chuyện này thì phải kể từ lúc nó bắt đầu. This was our world. Đây là cuộc chiến của chúng ta. Then the Perlas appeared, and everything changed. They revealed a great secret. Cái nguồn năng lượng phi này đã xuất hiện và thay đổi mọi thứ luôn. Nó cho con người một cái sức mạnh to lớn. We built ourselves a sublime domain. Nhân loại đã xây dựng một cái nền tảng rất lớn từ cái nguồn sức mạnh này. Yet as time passed, nhưng qua một thời gian thì chúng tôi nhận ra có một cái điều bất thường, một cái giá phải trả cho điều đó. Tức là càng lạm dụng cái mà nguyên tố này càng nhiều quá thì cuối cùng phải trả cái giá rất là đắt luôn. À, nhân loại bây giờ biến thành quái vật luôn. Cái vùng đất bị chìm trong sương mù. Miễn sương mù này nó chạm vô ai là người đó biến thành quái vật hết luôn. Để sinh tồn và nhân loại bắt đầu leo lên cái đỉnh cao nhất. That is how Theodalgar was founded. Cuối cùng thì cái tòa thành Thagos này đã được thành lập. We have been surviving for generations. Rất nhiều thế hệ đã từng sinh sống trong tòa thành này. Bây giờ đến thời của mình thì quái vật đã tấn công. Chúng ta phải đi phòng thủ đơn giản vậy thôi. Mấy con game này thì thường lúc nào nhân loại nó cũng tan banh hết vậy đó. Nhân loại mà không tan banh thì thế nào cũng đánh nhau à. Lạm dụng cái sức mạnh mà ánh sáng nhiều quá. Cuối cùng cái nguồn ánh sáng đó nó trở thành cái làn sương mù bao phủ hết toàn bộ nhân loại luôn. Nhân loại nào mà chạm vô cái làn sương mù đó biến thành quái vật hết. Nên cuối cùng để tránh cái làn sương mù nó bao phủ gì đó, thì phải leo lên những cái nơi cao nhất để xây dựng cái thành phố này. But if the reports are true, the gate will be under attack soon. Quý cô Aegis là một cái đơn vị rất là đặc biệt luôn. Our scouts say the swarm is around. Lính vô thám của ta thì phát hiện ở cái đầm lầy ở phía nam đó có vấn đề gì đó. Khi cái vòng này đầy á, thì nó sẽ tấn công mình. Chuẩn bị phòng thủ sẵn sàng. Đây là cái hướng quân địch. Oh, guardians, take defensive position. Rồi, đưa cái đơn vị phòng thủ vào đúng vị trí của họ. Chắc đưa anh trên đây quá. Post me high. Right away. À đây nè, đây nè, đưa anh đây. I'm on it. Cái này là gì? Nút F là tăng tốc. Rồi. Anh đứng kia đâu ta? Yes. Đứng đây nè, đứng đây nè. À, đứng đây nó sẽ tăng được cái tầm bắn thêm rất nhiều. Đứng như này được không? Thử anh lên đây nè. Có luôn. 15m, 11m. Tay đi vô à? Mày vô đây. Anh chấp hết. Có đánh nào đâu ta? Kìa. Có khoảng mười mấy hai chục con à. Chí mạng liên tục luôn kìa. Đồng phết nha. Rồi nó cắn bể cầu thang ở trên này. Thủ được, chưa có thon lắm. Còn lính nào nữa không trời? That
was too small for a swarm and too easy. Nó chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi mà cái thành của chúng ta đang banh như thế này đó. Không có gì nghi ngờ thì cái đội quân thực sự của nó sẽ tấn công vào đêm nay thôi. Chúng ta cần phải xây dựng thêm cái hàng phòng thủ nữa. Thêm một bức tường. Chúng ta thì có đá nhưng mà bấm vào đây, chọn cái tường đá kéo ra xây dòng lên. Một lốc á thì nó sẽ là ít máu, còn 2-4 lốc thì nó nhiều máu hơn tí, 7 lốc thì nó rất là nhiều máu luôn. Tường càng cao thì máu của cái tường càng nhiều. Rồi. Let's make sure these new walls stand firm. Đây mình có 65 cục. Nè anh em thấy 4 tầng cái nó chuyển qua cái màu trắng này không? 6 4 4 với 3 là 7, 7 lốc thì nó chuyển thành cái này. 4 lốc thì nó 1 lốc á thì nó chỉ có 6 máu rồi nè. 4 lốc thì nó 60 máu, còn 7 lốc thì nó 150 máu. Không, trên 7 lốc thì nó không có lên máu nữa. Vẫn là 150. Vậy là mình xây ở mức 7 là tối ưu nhất. Mức 7 hay là 4 bây giờ ta? Mình ở đây có 65. Vậy là được 9 lốc. 9, 7, 65. 9 lốc thì xây như nào ta? Xây như này. Ở đâu có cái miếng xây ngang đâu. Mình cứ xây hình vuông thôi. Vậy là không có xây những cái trụ này được. Xây cái cầu thang trước đi. Chết rồi, support ở đây xem sao đó. Xây cục này quá. Rồi nói cái xà ngang này vô được không? Được nè, được nè. Rồi chúng ta lên được. Hết luôn rồi. Từ từ nha. Rồi, mình xây 9 lốc thì mình xây cái tường ở đây. Vướng nữa, không không không, được được. Một hai ba bốn năm rồi chín thì mỗi cái nó chồng lên 7. We could use some sort of passage through our new structure. Không đủ khoảng trống là sao? Ê chết rồi, đường đâu mà đi. Chết chết. Không được dựng cái trụ ở đó rồi. Cái cầu thang ở đây. Thôi, phải tới đi, tôi bao game lại rồi tôi xây. Nào xây xong rồi tôi. Rồi anh em thấy chưa, chúng ta đi từ cái cổng vào ở đây, sau đó đi vòng cái sáng ống bên đây lên cái bức tường này đó, rồi bắt đầu xây dựng thêm cái nền ở trên này nữa. The solar gate is adorned with banners too. Not enough stone. Hết đá hả? Hết đá hả? Từ 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 từ. Pretty wall counts for nothing if no one is manning it. Let's go. Cái thành lũy đầu tiên của tôi đây. Sau này mình có thể nói nó qua đây. No grand gatehouse, but I'll take it. Reinforcements have arrived.
The city sends building materials and more troops. Cái đơn, cái thành phố đã gửi thêm một số cái đơn vị lớn lớn là cho mình đó. Mình có thể quét một cái đơn vị, rồi sau đó nhấn Ctrl và cái biến số để gán cái đơn vị cho nó. Đâu đâu đâu, lính đâu, lính đâu. Đây. Ừ, nó không lên được hả? Từ 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 từ. Sao lại không lên được? On it. Right away. Chết con của tôi rồi. Tụi nó không lên được là chết mình luôn đó. Yeah. A solid plan. We are needed. We will prevail. What? Mm-hmm. Good. We will prevail. Để tôi coi thử ơi, nó bị kẹt ở chỗ nào. Kẹt chỗ này. Kệ chỗ này tính sao giờ ta? Rồi. Đó, lên được rồi đó, lên được rồi đó. Good. Makes sense, yeah. A solid plan. Rồi, ok chưa? Đó, đẹp luôn. Thấy cái thành lũy tôi xây nãy giờ chưa? Bao nhiêu chất xám dồn vô mấy công trình này đó. Này đâu có ái gì đây. Quái đâu? Hả? Một cửa, hai cửa, ba cửa. Đi đường này với mà đường này. Sao tôi không thấy não gì vậy? À, đây 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 đây. It's sunset. The swarm is here. Đông quá gì ta? Để nói không biết nữa. I'm ready. Yeah. Let's go. Được. Hai này đứng đây nguy hiểm quá. Quái nó lại gần rồi, nó không cho mình xây nữa trời. Game này khó nhau quá vậy. Thôi, thủ khỏe thoải mái luôn, không bị sao nha. Trời ơi, võ trình tôi nó cao quá chứ không phải con game nó dễ đâu. It's over. But it is strange. Our forest trong cái khu rừng á thì sẽ còn những cái bãi con quái nó phao ra. All I know is that the horrors have not been this close to the city in a long time. Không lẽ mình dẫn binh vô giống mình phá rồi. Cái inside game này là sao đó? Đây ba cái điều kiện để chiến thắng đây, xong cái tutorial đó bui được cái công trình. Không có bể để bị phá cái cổng. Giữ được cái mà cái em mà Aegis nó còn sống luôn.
Em ai biết này chắc là một chiến binh rất là ưu tú nhé. Yiddish defended the city gates from the horrors of the mist. Đêm nay Yiddish đã phòng thủ thành công với cổng này. In the order, our sworn defenders. Với cái khả năng mà lãnh đạo của cô ấy thì cái việc phòng thủ này đã thành công. This was not the first time Ogar stood against its enemies. Nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ có một đợt tấn công lớn hơn. 30 years before that night, while the order was once again fighting for their families. 30 năm rồi cái đêm hôm đó. A quiet sound began that would change our history. Cái gì đó? Có đứa bé nữa kìa. And when the Perla scholars opened their door, there she was. Một cái tiếng động mà thay đổi cả vận mệnh của thế giới. A perla embedded in her chest. You already know, a perla is not a trivial thing. You could die just by touching one. And yet here was an infant. Cái ánh sáng ở đó, chỉ cần mình chạm vào là chết liền. Nhưng thằng bé này nó rời sở hữu luôn. She's a horror in disguise, I tell you. A horror. One looked on in silence, and when she stepped forward, all arguments ceased. Mấy người kia nhìn vào thì bảo đứa trẻ nào quái vật. She carries a bird, like, yes, but also a book. Cô ấy sợ thằng bé đó thì sợ cũng sức mạnh nhưng mà cũng sợ cũng sách đó. She always seemed to understand things others could not. Cô ấy luôn hiểu những điều mà người khác không biết. The child is a beacon. Bring her in. Call her. À, cái này đã 30 năm trước mà 30 năm sau đó. The ivory adopted the girl as their own child, and she grew like any other, slowly but steadily, always carrying her book filled with stories from the past. Đúng là một sách luôn, lúc nào cũng mang theo quyển sách bên mình trong cái quá trình trưởng thành cả. As soon as the scholars allowed it, she became a chief defender of the city. Trở thành tổng lãnh để mà bảo vệ cái thành. What does a good defender do when an attacker becomes too bold? She plays it smart. She goes in search of answers among the trees, beyond the walls. If we had known what she would come to face, Ciudad Hogar would have shut all doors and windows, and for the first time in centuries, prayed. Cái chương trước là giới thiệu về cái em này không mà không có giới thiệu gì hết. Chỉ đưa em nó vào cái trận chiến thôi. Xong qua cái chương này mới giới thiệu về cái nguồn gốc của mà em ai ghét này. Con này là con quạ tên Hermes nè. Trông nó có vẻ rất là thoải mái luôn. Tại cái bàn chiến thuật này, ai ghét sẽ đưa ra những cái quyết định tiếp theo trên này. Tức là mình đi chọn nhiệm vụ á. Mỗi cái tòa thành thì sẽ được đánh dấu những nhiệm vụ này. Lít vào đó thì bắt đầu. All right, bird brain. What say you to a ramble in the forest? I need to know what's going on. Để hỏi cái con não chim đó. Đây là hai cái nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi. Chỗ này là mình nhập vai vào cái anh cung thủ nhưng mà cái ông béo béo nãy đi đưa thư á. Còn bên này là cái em Aegis mới phòng thủ trong cái cổng thành đó. Còn bây giờ chúng ta qua cái nhiệm vụ này. Game này hay phết đó nhé. Mới chơi cái chương đầu thôi. Là thấy cái yếu tố xây nhà nhưng mà sắp xếp quân nó yêu cầu cái kỹ thuật rất là nhiều rồi đó. Sau này anh em mà xây cái trình độ cao á. I never thought this place would fall. Từ giờ bây giờ thấy cái này thất thủ tan hoang như đến như thế này. What falls can rise, Harold? We need to get this settlement. Thất thủ thì cũng có thể trở dậy thôi. Chúng ta cần phải tập hợp dân làng để phát triển lại lần nữa. Còn cái trái tim này thì nó vẫn còn sống. Mình không thể đặt mấy cái công trình ở bên ngoài cái khu này được. We shall need wood before all else. Bây giờ đến yếu tố xây dựng bên trong nè. Rồi bấm vào đây, bấm vào cái này. Đặt nó trên này. Ủa, quay bằng phải. Constructing this will take a moment. We should build some steps to the sawmill while it is underway. À, cần phải tạo một con đường đi lên.
xây là phải xây nghệ thuật chứ. Đó, thấy chưa? Ủa, dân đâu? Có thấy dân rồi đâu? The workers are gathering wood now. We'll need somewhere for folk to live. Tiếp theo là xây cái mấy cái nhà cho dân nó sống để mà nó di chuyển đồ đạc. Bốn cái nhà xây liền với nhau được luôn hả? Bốn cái nhà sẽ dính vô nhau thì nhiều quá không ta, xây cái nhà này tốn 30 gỗ, gỗ của mình rồi thôi, gỗ mình nhiều đó. Bên này có cái cổng gì nữa nè, cổng này nó sẽ đi lên đây và đi được lên đây luôn. Bên này mình xây được cái máy cắt gỗ không? Low oxygen. Này là cái gì ta? The air here, it's stale with mist. Cái gì? Đơn vị của bạn thì cần cái đơn oxygen này để sinh tồn khỏi cái làn sương mù nó, hãy để mắt đến cái lượng oxygen này. Cần phải xây cái máy lọc không khí đó. Cộng 180 phút thì mình coi ở đâu ta? Cần phải đặt lên cái chỗ nào cao thì là cao. Đặt đậu vợ. Không có hiện gì cho nó. Sao giờ ta? Not enough resources. Bỏ lại rồi. Not enough resources. Đặt ở đâu mới được? Oxy mình là
công trình nó tốn 160 mấy. Cái oxy này dạng như cái nguồn năng lượng chứ, hiểu đơn giản thế là được rồi. Chắc phải xây thêm vài cái trụ nữa. Oxy mình đặt ở đâu bây giờ ta? Đặt đây được không? Đây được 144. Tìm cái nữa à? Tìm cái nữa đây. Hồi nãy cái này copy đúng không? Cao hơn một bậc nữa mới được. Đây còn vẫn phải cao hơn nữa ta. Gần cái kia quá không được. Vậy là phải xây nó xa xa ra. Chỗ này như là ngoài khu vực này. Cái nữa đây đây. Đây. Chỗ này thì có 72 à, thấp quá, phải cao thêm cái nữa. Đó, 180 luôn này à. Ngon. Có cần phải có cái đường đi không ta? Oxygen is dwindling. Chắc không cần phải có đường đi đâu. Mà hai cái không biết đủ hay không nữa. Hai cái được rồi. Tôi nhanh lên. Không có đường đi gì đâu, phải có đường đi nữa, chết tôi rồi. Bắt buộc phải có đường đi, ây da. Cái cầu thang sáng ốc đâu rồi? Cái này là đặt cái vô trước đi. Rồi ok đó. Bên này chắc cái gì luôn. Ủa không đủ bản trống này sao? Đây mấy cái này tốn chất xám quá. Rồi bây giờ chắc là cái đó lên được rồi đó. Tôi đoán vậy thôi chứ không biết nữa. Có gì mình sửa sau. Bây giờ qua tiếp cái này.
Có cái đầu mình copy nguyên cái này không ta? Không có copy được rồi. Vậy là mình phải xây bằng tay hả trời. Nè nó ra nguyên một dọc nè. Có cái nào không ta? Thôi kể tới thì mới quên tầm nữa. Xây hai cái oxy rồi. Có khả năng quái nó cong được hướng này và hướng này nè. Nên nhìn thấy ở đây có cầu không? These few shacks are but the start. We have more work to do. But the day for us was nearly done. Rồi gần hết một ngày rồi. Bây giờ... Ambush! They were waiting for sundown. Fight for your lives. Sao mà thủ được? Nó công gì mà cùng lúc hai đường luôn kìa. Có xếp không? Có xếp không? Mẹo có xếp, có đầu hàng. Con game nó hát. Eyes open. Có bàn lính vậy hả trời? Chị dĩ nhiên vô tới rồi. Ủa bằng niệm mà nhìn nè. Đéo hiểu sao thủ đỏ nữa. No hope luôn á. Trời ơi nhìn kìa. Too many. This cannot be how it ends. Làm thế đéo nào kết thúc được chuyện này, nó quá đông đi. Tôi cũng không biết sao nữa. Surrender á. Hay là một cái sức mạnh tiềm năng. Bắt đầu hồi tưởng như quá khứ rồi đó. Sức mạnh tình bạn Victoria đó. Elena, I've been wondering, what would we do if one of our Perlas got, I don't know, compromised? Would it be lost forever? That is a compelling question, little scholar. Our chroniclers say that in the Lost Reign, humans were able to fold the cloth of time itself for short periods. That way, even the most terrible mistakes could be undone. Of course, that Ardia of the Palido was lost in the cataclysmo. But with training, my little sage, I'm confident you will discover it again. Terrible. Sao nó kiếp luôn rồi? Từ. Có thể sử dụng cái tham anh cho là xong. This is my only choice. To stop this. Dịch chuyển ngược thời gian về quá khứ à? Về buổi sáng ngày hôm đó. Rồi mình sẽ làm được cái gì? Không lẽ bỏ nguyên cái thành này không? Have I... Did it work? Nó có hoạt động không? Ai biết được. I can't believe it. I'm back. Mình đã quay ngược cái dòng này vậy. Dạng như là mình lót xếp dòng chính cái trong game này á. Lót game đó. This is too much. We fell here. I. Bỏ mẹ cái thành này đi. No, bao nhiêu đó. I cannot let this moment pass. Another chance, another choice. We should gather some stone before. Lady Iris, are you all right? I am fine. Stone, you say? Thanh niên này tinh tôn luôn hả? Di chuyển đến vị trí được đánh dấu. Đôi, em ai giết mình rồi. Ice Oak for Ogar. The Palido shines. Đừng nói đứt đúng quần vô đây nha. Đúng là có đường đi lên thiệt à. Good. That's right. Yes. These minerals,
If we build a quarry here, it will gather stone for our. Mình có thể xây được cái đống mà thu nhập đá ở đây, thu nhập mỏ đá ở đây. But our territory doesn't reach that far, at least not yet. Hồi nãy là mới xưởng gỗ thôi, nó bắt mình ăn hành cái rồi nó mới chỉ cho mình xây cái xưởng đá, trời con game ác. Để đốt cái đèn dầu lên nữa. Ơ, sống điều khiển được. The pálido shines. Đốt được cái đèn dầu ở đâu nữa không ta? Territory now extends to the stone deposit. Rồi bây giờ hướng dẫn xây cái mỏ đá đây. Rồi ok. We will prevail. Xây một mỏ đủ không ta? Masks on. Mình lại mấy có lính nữa chứ. Có mỗi ba đứa là đi thủ nguyên cái thành này. Yeah. Low oxygen production. That will do. Now, let's rebuild those walls. Rồi, bây giờ xây bức tường thành lại. Nó lại hết oxy nó rồi. Rồi. Đợi tôi xây tí rồi chúng ta lại tiếp tục. Rồi, tôi bui gần xong rồi đây. Nói chung là mình có thể đi qua đi lại giữa hai bên. Đó. Huh? Doing it. Let's go already. Đứng đây thì tầm đánh nó có bao nhiêu đâu ta? The pálido shines. Good. We will prevail. Those filthy horrors won't reach us so easily now. Do not be so sure. Night arrives, and our rebuilding efforts have attracted them. Take positions. The night is nearly here. Cũng được không ta? Yes. Có khả năng là thủ được, tin tôi đi. Oxy như thế này mà còn thấp nữa. Đá mình còn 150 không? Xây thêm, tranh thủ xây thêm.
nó sao quái gấp trước vậy ta, hồi nãy nhiều lắm mà. Ok, sao như thế này thì mình tăng tốt. Ê. We won, but this was only a bite at our ankles. À, nó tự hồi máu, không sao hết. You have no idea, Hogarden. Prepare for more conflict. Hiding won't be enough to survive the night. We have to put up a fight. Rồi bắt đầu xảy cái chạy lính nè. Not enough stone. Hết đá luôn rồi. Xây cái này gần 120 gỗ. Ủa không có đường làm sao? Lucy xây đến thế này rồi mà nó vẫn báo đắp. Oxygen. With the barracks ready, we can start training troops. Rồi bây giờ mua lính sao? À đây, lính này nó chỉ cần gỗ với mà vật liệu này. 60, 45. Bắt đầu thiếu oxy rồi đó. Gọn ha, có cái chạy lính này cái mình xây được cái bình oxy đây luôn à, đỡ không phải làm gì quá. Post me high. I'm on.
1, 2, 3, 4 4 là đủ rồi mà ta. Low oxygen production. On my way. Cọc ở đây 1, 2. Not enough wood. Yes. Where to? I've got this. Yeah. Doing it. On it. Cái này nó không bán được đâu, để nó vướng vải à. Cái này cũng không bán được luôn, bó tay. Cái gì này, cái gì nữa đây? Xong cái này. Từ 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 từ. Còn lại cái đó. Thì như thế này mới có đường lên. Thiệt tình. Tôi mua cái gì ở đây vậy ta? Mình hết gỗ rồi. Hết gỗ đi mua lính rồi. Oxygen is dwindling. Yeah. Right away.
Post me high. Hmm. Hmm? I'm on it. Yes? Mm-hmm. Hmm? Makes sense. Trên number 2 là sao? À, phải có hai ông này. Mua thêm ông này nữa mới được. Bắn cái gì? Bắn cái gì? Bách à, thấy hiu hiu quá đó. We could use some traps around our walls. À, đặt thêm mấy cái cháp ở gần cái này đó. Rồi, ok. Đợi tí. Cháp này mỗi cái tốn 15 gỗ. Hết gỗ rồi bạn ơi. Ok. Good. Those spikes will be useful. What else could we do to better our odds? We shouldn't neglect the surrounding wilds. There's always useful salvage to be found out there. Lẽ tại có mấy con này thì mình không ngán mấy. The night is nearly here. Night will be here soon. Let's use this time wisely. Vẫn là hai cửa thôi, chả sao cả. Chơi hết, hành chơi hết. Not enough wood. Đơn giản vậy thôi đó. Exhausted. Yet. We won. We won. We won. Làm tôi say muốn học máu mồm, đâu tưởng đâu kinh lắm. But that art, the swelling of time. Cướp quyển sách này, mất hết sức lực rồi. Lady Iris, take her quickly. Đúng là gánh tem. Quay ngược dòng thời gian. Được. Được một cái điểm insight, điểm tầm nhìn gì nữa. Cái điểm này tôi không biết như thế này là cao hay thấp nữa. Game thú vị nha. Hàng gì 20 giờ chơi cốt truyện là đúng rồi đó. Cái gì đây đó? You fell unconscious after defending the forest garrison. Mình bị bất tỉnh sau khi mà thủ trong cái tòa thành đó. So đang nói mộng mơ là ai đang đến? A dream. Cô kể về một giấc mơ cho bọn họ. Your peddler,
Nó giống như một lời tiên tri vậy. Mình đã gần như là hòa hợp với cái Palida nó luôn rồi. The horrors will get worse. Perhaps it is time, Rectora, that we sought once again the Alta Pearl. The Alta Pearl? Don't talk of that poison chalice. It is what the girl saw, fabled to be the primal source of the pain. Tìm luôn cái nguồn gốc của tụi nó để xử lý hả? Stop the horrors. It lies buried with our ancestors. Even those of the Lost Reign could not master such a thing. There is a risk, yes, but. Rectora, if this Alta Pearl gives us a chance to undo the cataclysm, we should seek it. Like the rest of us, but every expedition for the Alta Pearl has—they do not come back. I saw it. It is calling me. Đi đến đó đưa gì đó, tìm kiếm cái cổ vật để kết thúc cái nỗi kinh hoàng này luôn. Rồi chuẩn bị một đội quân tốt nhất dành cho mình. Em này gánh tay một hết đó chứ, toàn bộ gia tộc đó. Enough. I've made a decision. It will be Elise's duty to travel through the old lands as our new expedition overseer. You will reach the Sea of Mist and you will travel beyond it, beneath it, in search of the Alta Pearl. Alta Pearl. Elise, please be careful. Whatever you find out there, promise me you'll return. I will. The order avails. Đó, đi đến cái mũi ngọc trai đó nè. Hear that, Hermes? I'm in charge of an expedition now. You'll have to listen. Tối ngày nói chuyện với con Hermes này. Hermes là gì thần trí tuệ đó. Anyway, we better prepare. First things first. We need to found a settlement to gather ourselves. From there, we can push out. Rồi, đến đây chắc là chơi xong cái bản demo rồi đó. Nó hết nhiệm vụ mới nè, chúng ta có thể ra main menu để tiếp tục cái mà chế độ mới. Rồi, coi như chúng ta xong cái bản demo game này đây đi. Nên nào. Game rất thú vị nha. Rất là hay luôn á. Đội rất là hóng luôn game này. Cho ta clip mô. Đó. Game này ra bản full nhất định sẽ chơi. Nó là dạng đồ quà defense thủ thành mà kết hợp rất nhiều yếu tố xây dựng vô nó. Nói chung là nó phức tạp nhưng mà rất là thú vị. Rồi. Ta đã xong mà hai cái bản demo game. Chừng nào rảnh được chơi tiếp bài con này nữa. Rồi, ok, bye bye anh em. Ok, ok anh em. Hôm nay chúng ta lại thử vào một cái bản demo tiếp theo của cái sự kiện Saturday Night Fest này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game tên là Gaven Demo. Đây, chúng ta lướt thử cái dạng Demo Fest. Game này nó thuộc thể loại là phiêu lưu giải đố. Cái dự án này tôi đã xem từ cái con kép đầu tiên của họ dựng lúc mà cho nên Gaven đi đó. Những cách đây được rất là lâu rồi. Đó. Nói chung với mà nhà sáng tạo ra con game cũng thuộc cái đội này, con game có tên là Myth hồi trước. Nên tôi đã không tin con game này rất là sớm luôn, trên cái cộng đồng bên VN nha. Từ những cái con kép đầu tiên. Nó rất là thú vị nha. Đây, giải đố, phiêu lưu, góc nhìn thứ nhất vào cốt truyện, chơi đơn. Có rất nhiều bí mật để khám phá trong cái hòn đảo này. Chúng ta lướt lướt coi thử coi. Anh em nhìn những cái mà tấm ảnh của nó dựng gần như là có... có một cái góc nhìn mà đối lập hai bên luôn á. Coi thử cái đoạn trailer này tí nữa đó. Đồ họa nó theo hướng tả thực nên nhìn cũng rất là chi tiết nè. The island has been steadily decaying for years. Rất ngảo màu luôn. According to my most recent missions, it appears that the đây là những yếu tố giải đố trong game này. There's a very good chance if all this goes well. Given, game này được làm bằng Given nhé, nên cái đồ họa nó rất là chân thực như anh em để ý. Đây là những cái góc nhìn, cái bố cục nó gần như là lấy cái tâm điểm chính giữa luôn, hai bên nó nhìn đối diện vô nhau. Nên nhìn rất là mướt mắt đây nè. Như một tấm gương phản chiếu ở giữa hai bên nhé, nhìn cái góc nhìn nó ngay chính giữa luôn. Nên cái bố cục con game này làm rất là tốt. Game này nó có hai cái loại là đầu tiên á, anh em sẽ là VR mod, tức là anh em đeo cái kính thực tế ảo cho anh em trải nghiệm con game. Còn cái kiểu thứ hai là con game nó cũng hỗ trợ cái phiên bản là bình thường luôn, tức là chơi trên máy bình thường như tôi đang chơi nè. Không có cần ràng buộc bởi cái VR mod này quá nhiều. Đó. Game này thì nó sẽ ra mắt trong vòng 10 ngày nữa, tức là tầm tầm cuối tháng này á. Tôi cũng chưa có game đâu nên bây giờ tôi là vẫn thử qua cái bản demo này đó. Đây, cái bản demo này nó cũng ghi rõ luôn, ghi bản demo, bản không có VR. Đây là vừa trải nghiệm game này. Hy vọng là có những pha giải đố mà đau não một tí thì tính thử thách thôi. Tôi thì khá thích mấy dòng game giải đố như thế này nên chơi là có thể tận hưởng rất là tốt đó. Chỉ là truyền tải cho anh em là hình xui thôi. Game giải đố thì đương nhiên là phải động não rồi. Nên lúc anh em xem video này mà thiên hướng giải trí thì cũng hơi khó. Coi.
FPS cũng khá là ổn định mượt mà. Đâu xoay quanh cái hành tinh nào đó, nhìn nó rất là cằn cỗi luôn. Sian, cái mã màu xanh dương phải không ta? Lớp đinh làm cũng rất là nghệ nha. Anh em nhìn cái chữ viết tay nó múa múa múa. Lớp xanh, volume 100 luôn. Controller không cần graphic, John. Cái này thì tôi đã chỉnh cho nó phù hợp cái này. Nói chung là con game này option nó cũng tương đối tốt. Bóng thì tôi để thấp nhất, còn lại là bằng ok hết á. Rồi, chúng ta vô game. Thank God you've returned. Tuyên Chúa, cậu đã trở lại. I need your help. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Ông này nhìn trông có vẻ rất là học giả nha. There's a great deal of history that you should know, but I'm afraid there's no time to explain. Sắp xếp lâu lâu nó vẫn bị lỗi trên cái mặt bàn nó chớp chớp nè. Và cái công việc mà liên quan đến giá trị lịch sử rất là nhiều luôn. Tất cả những gì mình cần nó sẽ nằm trong cái túi đồ này. Ông này giống một cái học giả hết á. For reasons you will discover, I can't send you to Riven with a way out, but I can give you this. It appears to be a linking book back here to Dunny. But it's actually a one-person prison. It's the only way to capture Gen. Đó chỉ là cái cách để bắt được Glenn gì đó. Chúng nó mình đi bắt tội phạm hình sự nha. Rồi cảm ơn đây. Once you freed Catherine, I'll come with a linking book. She'll know how to signal me. Cái quyển sách ông đưa mình nó có cái ý nghĩa gì đó. Cái quyển sách này nhìn nó như cái ảnh động chứ không phải là lỗi upset nó vậy đâu. Nè, anh em nhìn cái chữ này. You'll be returned to the place that you came from. Nhìn nó có vẻ rất ảo ma luôn. Lại một quyển sách nữa. Until we meet again. Take care, my friend. Thôi, hẹn gặp lại ông sau. Bye bye. Oh, ôi vãi đái. Ôi ôi, ông gần như biến vô cái quyển sách luôn kìa. Đến được mình cũng đi vô một cái quyển sách nữa. Đây là ông nói là đây cái nhà là một cái nhà tù gì đó. Chỉ tạo ra chỉ để mà giam cầm đúng một người thôi. Cái đoạn gia đích đầu game nó rất là thú vị đó. Tạo cái cảm giác cực kỳ bí ẩn luôn. Đầy ma mị luôn. Game giải đố thì phải thế này nhá. Godin nó làm giống con Alan Watt đó. Người ta là dùng cái máy đánh chữ. Giống như Resident Evil vậy đó. Còn ở đây là dùng cái dòng chữ viết tay. Không có dùng máy đánh chữ nữa. Cái này nó thay lòng tí. Bên kia bên kia mà cho cái đồ họa chân thực vô. Nhìn cũng tương đối ổn thôi chứ đồ họa nó là không phải thuộc cái dạng quá đỉnh đâu. Thang máy hả? Mình đi lâu trên xuống đây vậy. Rồi nó phá tôi trong cái góc nhìn này luôn à. Không có làm gì được đó. Kìa kìa có người kìa. Chờ anh cán bộ. Mở cửa cho em anh ơi. Anh ơi, mở cửa. Trời, ông nhìn thấy mình mà ông giật mình nữa. Ông đang nói bằng cái ngôn ngữ gì đó mà chúng ta không hiểu. Chào bạn, bạn có phải là NCN không? Một YouTuber đang làm về con game ghi bình này đó. Thật vui mừng, tôi là fan hâm mộ của bạn từ rất lâu rồi. Rất vui mừng được dự kiến bạn. Trước hết, tôi có thể bắt tay bạn được không? Rồi, ok, bắt tay nào. Rồi, mình đưa nó quyển sách. Ủa, cái quyển này đâu phải là cái quyển này nó biến ra mấy cái chữ gì đâu. Bị gì? Ôi phải. Anh Duy ơi. Ê ê. Tự nhiên cảm giác như là mình đang chơi game kinh dị vậy đó. Tôi bắt đầu thấy gán rồi đó nha. À có người kìa. Thằng này nó quấn băng là đầy mình mấy luôn.
Nó làm gì ta? À, nó mở cửa cho mình. Rồi nó chìm cái chốt lại như đó luôn rồi. Nó lấy luôn cái quyển sách của mình đi rồi. Cho em ra, cho em ra thôi. Thấy ghê quá. Đàn máy này nó dẫn mình lên đâu ta? Có hình ngôi sao kìa, sao vàng luôn. Cái thang máy này là từ dưới đi lên chứ không phải là từ trên đi xuống nha. Ở đây là có mấy cái mỏ neo thẳng qua bên tới bên kia hòn đảo luôn nha. Nguyên cái hệ thống xích xung quanh luôn nè. Không có gì trong này cả. Chúng ta chỉ nhìn vào đây thôi. Chắc là nó có ý nghĩa gì đó. Chỗ này cũng gì luôn. Nó cho mình tương tác để làm gì đó. Cái nút này thì không có làm gì đâu. Tôi nhìn tôi vẫn chưa suy nghĩ ra cái máy móc này nó là cái gì. Mặc dù dân đi công trình khá là nhiều á. Khi cái bánh răng này quay thì cái nút này nó nổi lên. Nó cũng thể di chuyển qua lại trên cái đường trục đường ray này nó. À, chỗ này hồi nãy con bé kia nó mở nè. Nó chêm cái gì vô luôn nè. Giống phím tab trên bàn phím. Ê, cái gì? Nó dạng như là cái thang dây vậy á. Thấy nó đi theo cái cọng dây này nè. Bây giờ nhấn phím tab trên cái bàn phím. Mình có cái quyển sách ở đây. Ôi giời ơi, nó dài kìa. Thôi. Anh em muốn đọc thì đọc đi, tôi không có đủ kiên nhẫn đọc đâu. À, cái này nó như cái động hình tròn vậy đó. Mình bấm vô đây thì nó sẽ quay đi. Giống gì hôm nay trời. Cái hình này nó giống như hình trên sàn nhà này nha. Chắc tí nữa thì mình phải xây cho nó làm sao mà bằng cái hình trên sàn nhà. Đồ họa làm cũng tương đối ổn thôi. Nhìn nó vẫn rất là chi tiết. Cái hình này là cái hình gì? Ngôi sao hả? Ngôi sao này thì nó giống như hình bên đó không? Ở đâu nó vẫn là cái hình trên sàn nhà nè. Dưới này còn đường nữa nè. Ủa, trời ơi. Ông đẹp không làm. Mà vô được rồi nè. Này nhớ không bỏ hung nhớ. À nó còn cọng dây ở dưới. Nhấn ít đi chụp ảnh. Mình có thể truy cập vào cái ảnh thông qua cái menu. Cái này như một cái bức tượng tay chỉ lên trời. Hồi nãy giờ tôi nhấn ít nhiều dữ gì đó ta. Nè. Xóa đi, xóa đi. Bốn con. Quyển sách màu trắng. Cái tượng hình người.
Cái này là cái cột thứ nhất. Cái cột thứ hai. Cái này cái cột thứ ba. Cái cột thứ tư. Phải không ta? Nó xuất hiện hình bàn tay làm gì nào? Bây giờ làm gì nữa đây? Ủa, 5 cây cột nữa nha. Năm cây cột nữa, sai lầm. Rồi, khi cửa chính đi vô nè, bắt đầu từ cây cột đầu tiên. Là bức hình cái ông mục sư này, trên người ổng là có cái dấu cộng nè. Trên người ổng có cái hình mà, cái khung vuông là cái hình ngay chính giữa luôn nè. Rồi, cái bức hình thứ hai là rất là nhiều khuôn mặt. 5 cái khuôn mặt. Bức hình thứ ba chưa chụp tấm này. Trên người bàn tay chỉ lên trời, trong đầu có quyển sách. Ông này đang ghi chép cái quyển sách. Đầu tiên thì nếu như mình bấm cái này nó quay á, nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ của ông ta. Cái chỗ này nãy cái hang mình nhìn lên nè. Không, nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Tức là mình cho nó quay 5 lần thì mình vào được từ cái cổng bên kia. Một nè, hai. Game này nó lề mày quá. Ủa, sao hai lần mình cũng vô được nữa ta? Đi vòng ở đây coi thử nha. 3 thì chưa nè, chắc 4 hay là 5 lần gì mới được á. Chứ nãy tôi đếm là 5 lần thì mỗi lần nó xây một ít. Game gì khó hiểu hết ta. Lần này nữa. Lần này là như lần đầu tiên luôn nè. Hai cái này. 2, 3, 4, 5.
5 cái thì hai cái này nó thẳng hàng với nhau. Không lẽ mình phải đi qua đây? Mình đi qua được bên đối diện bên đây nè. À giờ mở cái cửa bên kia ra rồi. Nó cũng mở cái máy hơi nước luôn, làm hơi phiền phức một tí. Sáu bảy tám chín mười. Vậy là mới kích hoạt được cái đầu này thôi, mình phải có cái mật khẩu nữa. Lâu lắm. Nãy tôi nhớ cái cửa này nó mở rồi bà ta. Lần này thì dắt bên phải mình chưa có vô được đâu. Cửa này nó vẫn đóng. Xây một lần nữa thì chịu kim đồng hồ. Rồi, xây một lần nữa thì chịu kim đồng hồ rồi được. Cái cửa vô bên kia quá, không phải bên đây đâu. Cái khu vực này không thể vào trong cái bản đề mô. Trời ơi, ông bắt tôi giải đố xong ông đưa cái câu như thế, đồ độc ác. Rồi bây giờ mở cái cửa bển này đó. Qua bên đó thì mình đi bằng cái cửa này, mình nhấn xây hai lần là qua. Lan tàn biết bao lâu chỗ này, nhanh lên. Cứu nữa.
Rồi đó, giờ mình qua bên đó được rồi đó. Mình sẽ thấy nó ghê ghê vậy đó. Cái này vòng tròn là gạch gạch thẳng nè nghe. Đó, cái này là vòng tròn là chữ OX nè. Thì ra mấy cái hình này nó khác nhau hết. Một hồi nữa mình có thể là giải bằng cái câu này được đó. Đây là cái cửa đi vào thì có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái cửa xung quanh. Rồi. Vì con game này mà tùm lum dưới vậy nè. Hả? Dưới này thì chỉ có hai đường thôi. Con game này nó làm cái tiếng môi trường nó u u nhìn ghê quá đó. Em không biết gì hết trơn, em xin lỗi, em đỡ bấm lộn thôi. Tự nhiên nó tàn quan gì chứ em không biết gì hết. Trời ơi. Dưới cái bờ sông nó có cái gì cơ? Nè, có hai cái rãnh như thế này nè. Em lỡ tay thôi mà. Khoan khoan khoan, cái cửa nó dưới này là nó dòm qua đây nè, là ngay dưới cái cục đó luôn đó. Gì mà như cái địa đạo Củ Chi thế này. Này mang cái gì không? Này nhìn giống trái ổi nữa nhưng mà chứ không phải đâu. Ủa làm gì nữa vậy? Đau đầu nha. Tới đây nào mình đâu có đi đâu được đâu.
một hai hình, từ một hình nào, hai hình, ba hình, bốn hình, năm hình, sáu hình, bảy hình, tám hình, chín hình, mười hình, chỉ là từ một đến mười. Game gì khó quá. Bỏ tài rồi, hết biết làm gì rồi. Cái này như là một cái kiếm nó cắm xuống vậy. Giờ không biết làm gì nữa. Dưới này còn một cái cửa mình chưa có đi được nè. Chắc đội phải vòng qua đây đi xuống thử cái cửa này. Nhưng mà nó không mở được thì có làm sao đâu. Đi nào ta? Đủ đạn nó cái cửa này mở được. Mà nãy con chuột tôi nó lật tâm ra như thế này nè. Bấm nó không có vô. Đủ đạn con em. Sao chủ tôi nó cứ bị lật đật á. Đáng lẽ nó phải ngay giữa màn hình chứ. Cái cửa trong cái phòng này nè, mở được cái cửa này luôn. Cửa này là cửa nào ta?
Cái này anh em đi trên gỗ là nó phát ra tiếng gỗ nha, còn đi trên kim loại là tiếng chân mình nó phát ra tiếng kim loại luôn. Hồi nãy có cái quả cầu ở đây nè, nó chạy xuống dưới này. Máy này xịn sò quá ha, hình con cá luôn. Máy ra lập ngay cái này. Hay lúa lần đầu lên xe ai biết gì đâu. Đó, cái này mới đi nè, cái này là quay đầu, còn cái này là đi tiến thẳng. Nhưng, ủa, chỉ thôi đó hả? Trời ơi, làm tôi kỳ vọng cái bản demo này nhiều lắm. Tính đâu mình đi qua bển mình có manh mối rồi mở cái máy hơi nước hay là cái gì đó. Thôi, ok, cái bản demo này nó chỉ đến đây thôi. Thực ra là gần như chẳng có giải đố gì luôn á. Cũng được, thầm thầm. Không được như tôi mong đợi cho lắm, nhưng mà nói chung thì vẫn có mức tốt thôi. Ok, chúng ta xong con game mà Given Demo ở đây, một con game chung nhà phát triển với mít nha. Rồi, có thời gian tôi chơi tiếp những con game khác. Ok, bye bye anh em.